Sáng 28 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bí thư Quân ủy Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, thống nhất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới. Trước hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Bộ Quốc phòng. Chiều ngày 26 tháng 8 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phước và Bùi Thanh Sơn bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ tư pháp đối với ông nguyễn hải ninh và bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đối với ông đỗ đức duy phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm chúc mừng các ông nguyễn hòa bình bùi thanh sơn hồ đức phước được bổ nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đối với ông đỗ đức duy bộ trưởng bộ tư pháp đối với ông nguyễn hải ninh tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh đây là niềm vinh dự tự hào lớn của năm cá nhân phó thủ tướng và bộ trưởng là niềm vui chung của chính phủ là sự ghi nhận đánh giá cao của đảng quốc hội chính phủ đối với những đóng góp công hiến của các đồng chí trên các lĩnh vực công tác được giao phụ trách Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá ông Nguyễn Hòa Bình là cựu cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và ngành tòa án, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo ở các cơ quan trung ương và đã qua rèn luyện thử thách ở địa phương, là người giàu kinh nghiệm trong các hoạt động tư pháp. Ông Bùi Thanh Sơn là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại và có uy tín quốc tế cao. Đồng chí Khổ Đức Phước là cán bộ được đào tạo bài bản trong lĩnh vực tài chính công, ngân sách nhà nước, đặc biệt có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương và trung ương. Ông Nguyễn Hải Ninh là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, đã trải qua cương vị lãnh đạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại các cơ quan trung ương, cũng như đã qua rèn luyện thử thách ở địa phương. Ông Đỗ Đức Duy là cán bộ được đào tạo bài bản trải qua nhiều cương vị lãnh đạo của Bộ Xây dựng, đã qua rèn luyện thử thách tại địa phương tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm nhấn mạnh được đảng nhà nước tin cậy giao trọng trách mới trước hết là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí đồng thời cũng thể hiện sự ghi nhận đối với những thành tựu kết quả trên các mặt công tác mà các đồng chí đã đảm nhận tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đề nghị năm đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng giữ vững phẩm chất đạo đức tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân luôn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh phần đầu xứng đáng với những người lãnh đạo mẫu mực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các tân Phó Thủ tướng Chính phủ cùng với tập thể Chính phủ kế thừa phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ, thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ theo khiến pháp và pháp luật. Tập trung tham mưu lãnh đạo công tác xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đề nghị bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường bộ trưởng bộ tư pháp cùng tập thể ban cán sự đảng lãnh đạo bộ đoàn kết thống nhất trong công tác chỉ đạo của từng bộ ngành không ngừng nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn vượt qua thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân giao phó xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thật sự bản lĩnh vững vàng về chính trị tinh thông về chuyên môn giỏi về nghiệp vụ hiệu quả trong các mặt công tác Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy đặt kỳ vọng lớn đối với chính phủ trong công tác xây dựng đất nước trong những năm tiếp theo. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết thống nhất, với sự ủng hộ giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương cùng toàn dân và toàn quân ta, ông Nguyễn Hòa Bình, ông Bùi Thanh Sơn, ông Hồ Đức Phước, ông Đỗ Đức Duy, ông Nguyễn Hải Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Thay mặt các đồng chí nhận được quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tin tưởng tín nhiệm giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm năm phó thủ tướng và bộ trưởng giữ chức vụ mới, đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nguyện phấn đấu không ngừng, giữ gìn và nêu gương đoàn kết, đồng lòng nỗ lực liên tục cùng tập thể chính phủ phát huy những thành tựu, khắc phục khuyết điểm, tồn tại, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, vượt qua những thách thức cản trở, đóng góp hết sức mình cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tập trung hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu các nhiệm vụ cơ bản trong những năm cuối của nhiệm kỳ. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo nghị quyết của Trung ương tại kỳ họp trong tháng 10, Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch nước. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết điều này khi chủ trì họp báo về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15, chiều 26 tháng 8. Thông tin từ báo chí, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp đã diễn ra thành công tốt đẹp, các nhân sự được tiến hành phê chuẩn đạt sự tiến nhiệm rất cao. Đề cập đến công tác kiện toàn nhân sự cấp cao thời gian tới, ông Bùi Văn Cường cho biết, theo nghị quyết của Trung ương thì vào kỳ họp vào tháng 10, Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch nước. Còn vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đảm trách cho đến khi Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm người mới. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn sẽ kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Thông tin thêm, Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết, theo dự kiến của Trung ương, từ nay đến hết năm 2024 sẽ tập trung kiện toàn các vị trí lãnh đạo cấp cao và cấp ủy chính quyền các cấp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, văn hóa quốc phòng an ninh đối ngoại và chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 việc kiện toàn nhân sự để đảm bảo hệ thống chính trị hoàn thiện hơn, đoàn kết hơn, nhịp nhàng hơn, mạnh hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn, tốt hơn cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, tăng cường căn báo với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với đảng và nhà nước. Bà Nguyễn Thanh Hải nói bác hồ đã từng nói cán bộ là cái gốc của mọi công việc và đóng vai trò quan trọng quyết định mọi việc công tác cán bộ hiện nay được bố trí theo định hướng có lên có xuống có vào có ra theo yêu cầu nhiệm vụ nhu cầu công tác và năng lực hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân cụ thể Trưởng ban công tác đại biểu cũng nhấn mạnh, việc Quốc hội phê chuẩn 3 phó thủ tướng và hai bộ trưởng nhằm đạt được mục đích nêu trên và đã đạt được sự đồng thuận nhất trí cao khi có số phiếu bầu của đại biểu Quốc hội, những người đại diện của nhân dân, thông qua trên 90% thể hiện ý đảng, lòng dân.